Và các bạn nha, hôm qua mình có đặt 20 cái chấm lương nha. Bây giờ thì mình đi thăm nè, các bạn đi thăm với mình nha. Cái này có nha mọi người. Cái này có nha mọi người. Chắc là một con nhỏ hay sao á. Cái này cũng chắc quá à. Cái bao nó nặng quá, mình bỏ cái đầu kia nghe mọi người. Ui. Ủa sao? Có nè mọi người, nhưng mà mọi người ơi, con này con lương nhất nha, nhưng mà nó chết rồi nha mọi người. Rồi mọi người ơi. Mọi người đây. Bỏ trong đây chút mình đổ ra luôn nha. Bỏ con luôn nha mọi người.
nha mọi người. Có con cua trong đây. Cái này cũng không có luôn nha mọi người. Không có gì hết luôn nha mọi người. Cái này nữa là hết luôn rồi nha mọi người. Bây giờ mình vô mình đổ ra coi được bao nhiêu nha. Để dưới mình nè. Mọi người, 20 cái chấm lươn nha mọi người, và được nhiêu dây lươn nè. Mình tiếc cái con này quá mọi người ơi. Con này tiếc hụi hụi luôn á. Nói chung là 20 chấm lươn nha. Như vậy thì so với mình là nó đã nhiều rồi nha mọi người. Không có bán buôn gì hết, không có cần bán buôn gì hết. Miễn đủ ăn là được rồi ha. Video mình kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người xem video của mình nha. Nếu mà thấy hay á thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký, cái một chuông thông báo luôn nha. Cảm ơn mọi người nhiều nè.